Xin chào tất cả bạn, mình là Eric. Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đi cài đặt một vài cái công cụ cần thiết để chuẩn bị cho cái dự án sắp tới chúng ta sẽ thực hành nha. Cụ thể ở đây thì trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi cài đặt cái công cụ để các bạn có thể code được ngôn ngữ JavaScript. Ở đây thì trong khóa học này mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng cái thằng có tên gọi là Visual Studio Code. Thì công cụ này nó hoàn toàn miễn phí và sau này các bạn đi làm ấy thì rất nhiều công ty nó sử dụng công cụ này. Lý do mình không sử dụng một vài công cụ trả phí bởi vì rằng sau này các bạn đi làm chưa chắc công ty nó đã trả phí để cho các bạn dùng phần mềm đấy đâu. Thành ra rằng là chúng ta dùng phần mềm miễn phí thì các bạn đi công ty nào các bạn đều có thể sử dụng được hết nha. Trước tiên các bạn có thể truy cập vào cái đường link này để các bạn có thể tải cái thằng Visual Studio Code này về. Chúng ta có thể đọc là Visual Studio Code hoặc rằng các bạn có thể đọc tắt là VS Code nha. Thì ở đây phụ thuộc vào hệ điều hành các bạn sử dụng, các bạn có thể download cho thằng Windows này hoặc rằng là thằng Linux hay rằng là thằng macOS. Thì các bạn chỉ cần nhấn nút download, chúng ta nhấn về cài đặt nick nick cực kỳ dễ. Thành ra rằng là mình sẽ bỏ qua cái bước các bạn cài đặt nha. Ở đây thì sau khi các bạn cài đặt thành công, các bạn mở lên thì nó sẽ được một cái giao diện na ná như thế này. Tức rằng chúng ta sẽ có một cái trang Hello World đối với thằng VS Code. Thì sau khi mà các bạn đã cài đặt thành công rồi thì có một vài cái setting chúng ta sẽ cùng nhau cài đặt nha. Điều đầu tiên đấy chính rằng là các bạn sẽ cần phải quan tâm rằng là làm sao để chúng ta có thể mở cái giao diện terminal lên, tức rằng là cái giao diện để các bạn có thể gõ được các câu lệnh ấy. Thì ở đây các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần view các bạn này, các bạn sẽ chọn vào view nha. Sau đấy thì chúng ta sẽ nhấn vào cái phần terminal này. Thì ngay tại đây các bạn thấy rằng là nó cũng hiển thị một phím tắt đây các bạn này. Các bạn có thể nhấn vào phím control và dấu backtick để có thể mở nhanh. Thì ở đây thì mình sẽ nhấn chuột vào đây thì ngay lập tức cái giao diện terminal này nó sẽ hiện lên. Thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta có một cái từ terminal ở đây, tức rằng là sau này các bạn sẽ gõ những câu lệnh ở đây các bạn này. Đó, thì việc chúng ta gõ câu lệnh ở đây thì giúp chúng ta có thể thao tác với dự án của chúng ta. Trong trường hợp mà các bạn tắt cái thằng này đi rồi thì chúng ta có thể dùng phím tắt để chính là Control Backtick, tức rằng là cái phím tắt mà mình vừa giới thiệu với các bạn ở đây các bạn này, cái dấu gạch chéo, tức rằng cái dấu ngay ở dưới phím ESC ấy, thì các bạn có thể nhấn như vậy cho nó nhanh. Sau khi mà các bạn đã gọi là cài đặt thằng này cũng như rằng là chúng ta đã biết mở cái terminal này rồi thì bây giờ thì mình sẽ mở demo một cái project sau này các bạn sẽ gọi là code nha. Thì ở đây thì chúng ta sẽ cần phải gọi là ví dụ, chúng ta sẽ đi format lại code nhìn cho nó đẹp các bạn này. Sau này thì các bạn sẽ code như thế này. Ví dụ ở đây thì đôi khi các bạn code như thế này này, mình sẽ mở một cái file mà nó có nhiều code hơn một xíu nha. Ví dụ cái file service như thế này. Đôi khi thì các bạn code thụt ra thụt vào như thế này các bạn này. Ví dụ cái dòng nó như thế này thì nhìn nó khá chìa xấu đúng không nào. Thì ví dụ ở đây nếu như rằng là mình nhấn Ctrl S thì các bạn thấy rằng là ngay lập tức nó sẽ format code lại cho mình. Thì nhìn nó khá chìa đẹp. Thì làm sao để có thể làm điều này? Ở đây các bạn sẽ chọn cho mình vào cái file này, các bạn sẽ chọn file nhé. Sau đấy nữa các bạn sẽ chọn vào cái phần preference cho mình, tức rằng là cái phần mà tham khảo thêm ấy, hay nói rằng là cái phần phụ lục ấy. Các bạn sẽ chọn cho mình phần setting, tức là phần cài đặt này. Trước tiên bạn nào mà muốn chỉnh cái cỡ chữ của cái trình code này các bạn này, các bạn thấy rằng là cỡ chữ của mình khá là to, bởi vì rằng là như mình chẳng hạn thì mình khi mình code cho các bạn xem thì cần chữ to để cho các bạn dễ theo dõi. Thì các bạn có thể chỉnh ngay ở đây nha các bạn, các bạn có thể chỉnh cái font size ở đây. Còn trên cái thanh setting này các bạn sẽ gõ cho mình cái từ format nha, chúng ta sẽ gõ từ format. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn phần ở đây thì mình đã tích vào rồi thì các bạn sẽ tích cho mình cái phần ở đây nha. Nếu như rằng là mình bỏ cái phần tích này các bạn này, mình bỏ phần tích này, mình sẽ quay lại đây và ví dụ như lúc nãy thì mình thụt ra thụt vào như thế này, mình nhấn Ctrl S. Các bạn thấy rằng là nó đã lưu lại rồi, tuy nhiên rằng là nó không format code cho mình. Thành ra ở đây các bạn sẽ tích vào cho mình ở đây nha, chúng ta sẽ tích vào đây. Đó. Bây giờ mình quay trở lại thì nó sẽ format code cho mình. Ok chưa nào? Ở đây có một điều lưu ý, đấy chính rằng là trong khóa học này mình không dùng extension nào cả nha các bạn. Bạn nào mà dùng những cái extension để format code thì mình lưu ý rằng là khi các bạn nhấn Ctrl S ấy, đôi khi nó sẽ bị những cái extension đó ghi đè. Thành ra rằng là các bạn format code thì nó sẽ không chính xác. Thì ở đây thì những cái extension mình cài chẳng qua rằng là khi mình làm dự án trên công ty mình đang làm ấy thì mình cần code thằng Java thì mình cài thêm thằng Java. Còn bạn nào mà muốn cài cái extension mà để format code CSS các bạn nhìn này. Ở CSS bình thường thì nó sẽ như thế này. Tuy nhiên rằng là khi mà các bạn dùng extension này thì nó sẽ xếp thẳng hàng. Thì các bạn có thể cài đặt thêm cái extension này nhé, Formatty CSS Less SCSS này. Mình chỉ dùng đúng một extension này thôi. Còn tất cả những thứ còn lại mình sẽ code tay để cho các bạn gọi là chúng ta luyện tập luôn. Chứ không phải rằng là mình không biết extension đâu nha. Ok chưa? Như vậy rằng là chúng ta đã xong cái công cụ đầu tiên. Đấy chính rằng là thằng VS Code các bạn sẽ cần phải cài đặt cấu hình như vậy cho mình. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau đi cài đặt thằng thứ hai, đấy chính là Git. Git chính là công cụ giúp các bạn có thể bảo vệ mã nguồn, cũng như rằng là mỗi một video chúng ta làm xong chúng ta sẽ đẩy cái mã nguồn của chúng ta lên GitHub. Như vậy thì sẽ tránh được một tình trạng, đấy chính rằng là các bạn đang làm dở, chẳng may rằng là máy tính các bạn hư. Như vậy các bạn sẽ mất công phải làm lại từ đầu. Và các bạn lưu ý một điều, đấy chính rằng là Git ấy là một điều không thể thiếu. Sau này các bạn đi làm công ty nào cũng dùng nha các bạn, không có một công ty phần mềm nào không sử dụng Git.
Như vậy rằng các bạn sẽ đảm bảo cho mình rằng là các bạn sẽ cần phải học Git trước khi học với mình. Ở đây thì mình đã làm thêm một cái series cực kỳ cơ bản trên YouTube rồi. Các bạn có thể click vào đường link này để xem nha. Và các bạn lưu ý rằng là sau khi các bạn đã xem series đấy thì các bạn sẽ cài đặt Git trên máy tính của các bạn đăng ký một tài khoản GitHub nha. Cũng như rằng chỉ cần các bạn xem hết series này cực kỳ nhanh thôi, có khoảng 5 video thôi thì các bạn đã đủ trình độ để chúng ta dùng Git đi làm rồi đấy, chứ không phải rằng là chúng ta dùng để thực hành nữa đâu. Chúng ta chỉ học cơ bản và học những cái cần thiết thôi nha. Thì đây chính là điều đầu tiên các bạn sẽ cần phải đảm bảo cho mình, đấy chính rằng là chúng ta sẽ biết cách cài đặt và sử dụng thằng Git nha. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến phần cực kỳ quan trọng, đấy chính rằng là chúng ta sẽ cài đặt môi trường Node.js. Node.js ở đây các bạn có thể hình dung một cách đơn giản, đấy chính rằng là môi trường để chúng ta có thể thực thi cái ngôn ngữ JavaScript. Ở đây thì các bạn có thể Google như thế này các bạn này, các bạn chỉ cần Google cho mình cái keyword là Node.js thôi. Các bạn lưu ý rằng là có một vài lầm tưởng, cũng như rằng sau này các bạn đi phỏng vấn về những cái công nghệ liên quan tới thằng Node.js, các bạn đừng trả lời rằng là Node.js là thư viện hay là framework nha. Nó là một platform, hay nói nôm na rằng là nó là môi trường để chúng ta thực thi code nha. Các bạn có thể đọc thêm ở đây này, chúng ta lên Wikipedia thì nó viết cực kỳ chi tiết và nó không hề đề cập tới rằng là Node.js là thư viện hay là framework. Thì đây chính là một trong những câu hỏi mà sau này các bạn đi phỏng vấn ấy, có khi người ta sẽ hỏi các bạn đấy, cực kỳ cơ bản thôi. Tuy nhiên rằng nó thể hiện cái độ hiểu biết của các bạn về công cụ các bạn đang sử dụng. Ở đây thì mình đã minh họa cho các bạn một cái ví dụ cực kỳ gọi là cơ bản, đây chính rằng là Node.js ấy, nó là môi trường tương tự như việc các bạn cài hệ điều hành Windows lên, nó là môi trường đúng không nào? Chúng ta sử dụng hệ điều hành Windows, tuy nhiên rằng thời gian chúng ta tương tác không phải rằng là chúng ta tương tác với hệ điều hành đấy, mà chúng ta sẽ tương tác với những phần mềm trên hệ điều hành. Cụ thể ở đây ví dụ như rằng là mình đang dùng Microsoft Word chẳng hạn, thì Microsoft Word nó chỉ chạy được khi và chỉ khi các bạn cài cái môi trường Windows lên đúng không nào? Thì ở đây để chạy cái dự án React thì chúng ta bắt buộc phải cài thằng Node.js để cho nó tạo cái môi trường chúng ta có thể chạy được code nha. Thì đây chính là ví dụ để các bạn có thể hình dung về cái thằng Node.js là gì. Tiếp theo nữa thì chúng ta có thể download thằng Node.js ở đây. Tuy nhiên rằng ấy, thằng Node.js thì nó có rất nhiều version. Các bạn hình dung rằng là giống hệt như chúng ta sử dụng Windows ấy. Chúng ta có Windows XP này, chúng ta có Windows 7 này, Windows 10 này, Windows 11 này. Vài hôm nữa thì nó ra 12, 13, 14, 15 đúng không các bạn? Tuy nhiên rằng là tại thời điểm mình quay video thì mình không thể update theo tất cả version của thằng Node.js được. Thành ra trong khóa học này mình sẽ sử dụng cái version là 14.17.0 nha các bạn. Các bạn lưu ý rằng là việc mình sử dụng một cái version cụ thể như thế này thì nó đảm bảo một điều, đấy chính rằng là môi trường thực thi code tại máy tính của mình và của các bạn nó là giống hệt nhau. Thành ra rằng các bạn sẽ download cái thằng gọi là Node.js 17 tại đường link này nha. Ở đây thì mình sẽ copy đường link này và mình sẽ paste ra ngoài cho các bạn xem nha. Ở đây. Rồi, mình sẽ nhấn enter này. Thì khi mà các bạn vào đường link như thế này thì nó sẽ mở ra những cái file mà các bạn cần phải download này. Ở đây mình không dùng Linux cũng như rằng là mình không dùng macOS, thành ra rằng là ví dụ đối với macOS thì các bạn sẽ download cái file tar này này, hoặc rằng với Linux thì các bạn có thể download những cái file ở phía trên này. Còn đối với Windows các bạn sẽ download cho mình cái file .msi nha. Bạn nào dùng Windows gọi là 64 bit thì các bạn sẽ download cho mình cái x64, còn bạn nào dùng Windows 32 bit thì các bạn sẽ download cho mình x86 nha. Thì sau khi mà chúng ta download về thì các bạn cũng chỉ gọi là nháy đuốc và chúng ta nhấn next next thôi thì nó cực kỳ dễ dàng để chúng ta có thể cài đặt được thằng Node.js này. Sau khi mà các bạn đã cài đặt thằng Node.js ấy, thì làm sao để chúng ta biết được rằng là chúng ta đã cài đặt thành công hay chưa? Thì các bạn sẽ chạy cho mình câu lệnh để chính là node-v nha. Ở đây thì mình sẽ thực hành luôn, để chính rằng là mình sẽ nhấn Windows R để mình có thể mở nhanh cái thằng CMD ra. Mình tin chắc rằng là bạn nào học công nghệ thông tin thì cũng biết tới cái giao diện CMD này rồi. Thì sau khi mà các bạn đã cài đặt thằng Node.js thì các bạn sẽ gõ cho mình câu lệnh node-v. Và ví dụ ở đây các bạn có thể thấy rằng là khi mình gõ nút trừ V, mình nhấn Enter thì nó đã hiển thị ra cái version mình đang cài đặt rồi. Nếu như rằng các bạn đã cài đặt được như thế này, chứng tỏ một điều, đấy chính rằng là chúng ta đã cài đặt thành công thằng Node.js rồi nha. Ở đây thì mình có một điều lưu ý, đấy chính rằng là đối với những bạn nào đã biết về thằng Node.js rồi, các bạn muốn cài nhiều version của Node.js. Lý do chúng ta cần cài nhiều version của Node.js bởi vì rằng là trên máy tính của chúng ta có nhiều dự án cùng chạy một lúc đúng không nào? Các bạn học với mình là một phần, các bạn phải chạy trên công ty là một phần nữa. Thành ra rằng các bạn có thể dùng một công cụ khác có tên là NVM nha. Ở đây thì mình sẽ dùng câu lệnh để chính là NVM list. Như các bạn có thể thấy thì trên máy tính của mình hiện tại mình đã cài rất nhiều version của Node.js. Tuy nhiên rằng nó đang đánh dấu sao vào version 14.17 thì mình sử dụng version này để hướng dẫn các bạn học. Còn trên công ty của mình thì mình đang làm rất nhiều dự án, thành ra rằng là mình cần phải cài đặt rất nhiều cái version Node.js trên cùng một máy tính. Ở đây thì khi mà các bạn lần đầu tiên các bạn làm cái thằng Node.js này, cũng như rằng là để thực hành cái dự án React này, các bạn không cần thiết phải cài nhiều version Node.js trên máy tính nha. Mình lưu ý điều đấy, các bạn chỉ cần cài đặt được cái thằng Node.js version 14
4.17.0. Như vậy là thành công rồi nha các bạn. Các bạn lưu ý cho mình điều đấy nha. Tiếp theo nữa, bên trong khóa học này chúng ta sẽ dùng một công cụ cực kỳ quen thuộc để có thể gọi là test cái code của chúng ta, để chính là Google Chrome. Tuy nhiên rằng mình có một yêu cầu đối với các bạn, để chính là các bạn sẽ cần phải chuyển đổi ngôn ngữ Google Chrome của chúng ta sang ngôn ngữ tiếng Anh nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai phần phải chuyển đổi. Thứ nhất rằng là cái phần các bạn hiển thị nó ấy. Thì ở đây thì để cho cụ thể hơn ấy, cái phần chúng ta cần phải chuyển đổi nó đây chính là khi các bạn nhấn chuột phải đây các bạn này, các bạn nhấn chuột phải thì nó hiển thị sang tiếng Anh. Thì làm sao để có thể làm cái điều này? Ở đây thì tại sao mà mình lại yêu cầu các bạn chuyển qua tiếng Anh? Bởi vì rằng là ví dụ khi mình demo ấy thì mình đang chọn cái chữ gọi là chữ inspect đúng không nào, cái dòng cuối cùng ấy, thì mình không rõ rằng bên tiếng Việt nó dịch ra cái từ gì cho nó hợp lý, cũng như rằng là mình đang chọn vào view page source cái này, tức rằng là xem cái gọi là mã nguồn ấy, nếu như rằng là nó dịch qua tiếng Việt có lẽ rằng xem mã nguồn website chẳng hạn. Thì ở đây thì để cho đồng bộ hóa giữa mình và các bạn thì các bạn sẽ chọn qua tiếng Anh nha. Thì để cấu hình cái ngôn ngữ tiếng Anh cho thằng Google Chrome ấy, thì mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn cấu hình ngôn ngữ sang tiếng Anh rồi. Điều thứ hai các bạn cần làm đấy chính rằng là chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đổi cái thanh DevTools của thằng Google Chrome sang tiếng Anh luôn. Ở đây thì cái thanh DevTools là cái gì? Sau này thì chúng ta khi mà chúng ta trong quá trình chúng ta code ngôn ngữ JavaScript đấy các bạn, thì chúng ta sẽ dùng cái thanh công cụ này các bạn này, cái thanh này để giúp lập trình viên chúng ta có thể xem được lỗi xảy ra như thế nào này, cách gọi là xem cái cấu trúc website của chúng ta, thì chúng ta sẽ dùng công cụ này. Thì làm sao để có thể mở được cái thanh công cụ này? Các bạn nhấn phải chuột và chọn cho mình cái Inspect nha. Thì khi mà các bạn nhấn vào Inspect thì nó sẽ hiện ra cái thanh công cụ này. Hoặc rằng là các bạn sẽ nhấn phím F12 nha. Chúng ta nhấn phím F12. Đây là phím tắt để chúng ta có thể mở lên cái thanh DevTools, cái thanh công cụ dành cho lập trình viên nha các bạn. Thì các bạn có thể thấy rằng ở đây thì mình đang hiển thị hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua giao diện tiếng Việt. Các bạn sẽ làm ngược lại với mình nha. Thì ở đây các bạn sẽ chọn cho mình vào cái hình bánh răng ở đây. Chúng ta sẽ chọn vào cái bánh răng này. Đó. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ cuộn chuột xuống dưới cho mình, chúng ta có một phần để chính là phần ngôn ngữ ở đây các bạn này. Thì ở đây thì mình đã có một cái hình minh họa cho các bạn, đấy chính là chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ ở đây, các bạn sẽ chọn cho mình tiếng Anh Hoa Kỳ như thế này. Còn ở đây thì mình sẽ chọn tiếng Việt nha. Rồi thì mình sẽ sang bên này, mình sẽ chọn tiếng Việt nha các bạn, mình sẽ cần phải chọn cái thằng tiếng Việt của chúng ta, Vietnamese của chúng ta ở đây. Đấy, sau khi mà các bạn đã chọn được như thế này, các bạn chỉ cần tắt cho mình cái này thôi, các bạn tắt đi nha. Đó, các bạn sẽ tắt cho mình. Đấy, chúng ta tắt đi và chúng ta sẽ mở lại nó nha. Bây giờ thì mình sẽ nhấn phím F12. Các bạn sẽ nhìn cho mình này. Đó, bây giờ thì nó đã dịch ra tiếng Việt rồi. Thì các bạn lưu ý rằng là những cái keyword mà các bạn dùng tiếng Việt như thế này này, các bạn lưu ý rằng mục đích chúng ta chuyển ngôn ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh là để sau này khi mà chúng ta gặp lỗi đấy các bạn, chúng ta search Google cho nó dễ tìm được nha. Nếu như rằng là các bạn dùng tiếng Việt thì chúng ta không tìm ra đâu, đấy là sự thật đấy các bạn, cũng như rằng là về lâu về dài sau này các bạn đi làm thì ngoài kia không ai dùng tiếng Việt đâu các bạn, đấy là sự thật đấy. Mình chỉ muốn tốt cho các bạn thôi, đấy chính là lý do tại sao chúng ta chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Điều cuối cùng chúng ta cần làm trong video này đấy chính rằng là khi các bạn cần support thì các bạn phải làm như thế nào. Ở đây thì mình đã để đường link hai cái. Thứ nhất rằng là đây chính là YouTube của mình, cũng như rằng đây chính là fanpage Hỏi Gen IT. Mình biết rằng nhiều bạn mua khóa học Udemy không thông qua mình, cũng như rằng các bạn thanh toán trực tiếp qua Udemy. Thì ở đây sau khi mà các bạn đã mua được khóa học Udemy thì các bạn sẽ inbox trực tiếp qua Facebook cho mình nha, để mình có thể add các bạn vào group dành riêng cho học viên Udemy. Thì trên đây chính là tất cả những công cụ, tất cả những yêu cầu mình đề ra để các bạn có thể chuẩn bị trước khi chúng ta tham gia khóa học này nha. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng các bạn có đi sự vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại, chỉ comment ở dưới video để cho mình biết để mình có thể hỗ trợ các bạn nha.